Idol làng bóng đá Việt Nam, được biết với danh xưng TikToker, một người chuyển giới. Học đến đây chứng minh cho mọi người thấy, học làm được, mọi người cũng có thể làm được hoặc tốt hơn. Có trải nghiệm thì mới có kỷ niệm, có đau đớn thì mới mau lớn. The Face, học sinh tới đây. Hoàng hậu đến từ thành phố Hồ Chí Minh với chiều cao 1m70. Đón xem tập đầu tiên của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h30 thứ nhân hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4/6/2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. The Face Vietnam.